Khi các bạn tạo chiến dịch chạy quảng cáo Facebook thì thông thường là khoảng chừng 5-10 phút là nó đã xét duyệt quảng cáo cho chúng ta thành công rồi. Đối với những tài khoản quảng cáo mới thì mất khoảng chừng 30 phút là cùng. Tuy nhiên các bạn sẽ gặp phải cái trường hợp là chờ cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, thậm chí là các bạn chờ cả ngày luôn mà quảng cáo của các bạn vẫn không được xét duyệt, nó cứ đang ở cái tình trạng đang xét duyệt hoặc đang xử lý như cái hình mình để ở trên màn hình như thế. Vậy thì khi mà chúng ta gặp cái trường hợp quảng cáo Facebook xét duyệt lâu thì mình sẽ phải xử lý như thế nào? Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với thanhbùi.com. Mình là Thịnh và trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn những cách xử lý cũng như những nguyên nhân dẫn đến việc là quảng cáo Facebook của các bạn nó xét duyệt lâu như thế này. Nếu như bạn có quan tâm về việc quảng cáo Facebook thì hãy bình luận bên dưới video chữ có. Việc bạn bình luận như thế này sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm về những chủ đề mà Thịnh đang chia sẻ hay không. Nếu bạn quan tâm nhiều, Thịnh sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Thì ở đây Thịnh có thể tóm tắt cho mọi người khoảng 4 nguyên nhân chính cốt yếu nhất dẫn đến việc là cái chiến dịch quảng cáo của các bạn nó xét duyệt lâu. Nguyên nhân đầu tiên đó là cái trang fanpage của các bạn là trang fanpage mới. Cái chữ mới ở đây có nghĩa là mới là chưa chạy quảng cáo trên cái fanpage này bao giờ. Có nghĩa là fanpage này các bạn vừa mới tạo ra hoặc thậm chí là cái fanpage các bạn bán hàng từ xưa tới giờ mà các bạn chưa có bao giờ dùng cái page này để chạy quảng cáo Facebook bao giờ cả. Thì fanpage của các bạn sẽ được xem như là một fanpage mới, mới ở trong quảng cáo thôi. Thì khi mà fanpage của các bạn còn mới quá, chưa chạy quảng cáo bao giờ thì cái fanpage này nó sẽ không có cái độ tin cậy ở trong mắt của Facebook. Các bạn hình dung không? Kiểu giống như là các bạn gặp một người bạn mới vậy đó, các bạn sẽ cảm nó sẽ hơi khó có lòng tin, đúng không? Nên thành ra là Facebook cũng sẽ như thế. Đối với một trang fanpage mới, Facebook nó không biết các bạn sẽ chạy quảng cáo, các bạn hiểu về chính sách như thế nào, nên thành ra là cái phần xét duyệt quảng cáo của nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều ha các bạn ha. Nên thành ra là trong quá trình chạy quảng cáo Facebook, các bạn nên ưu tiên dùng những cái trang fanpage đã từng chạy quảng cáo hoặc đang chạy quảng cáo rồi, nói chung là đã chi tiền chạy quảng cáo Facebook rồi thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với một trang fanpage mới tinh chưa chạy quảng cáo bao giờ. Lý do tiếp theo cũng là cái từ mới đó nhưng mà là tài khoản quảng cáo mới. Tài khoản quảng cáo mới có nghĩa là cái tài khoản quảng cáo các bạn chưa chi tiền chạy quảng cáo Facebook bao giờ cả. Nó có thể là cái Facebook cá nhân của các bạn, nó có thể là một cái tài khoản loan nào đó các bạn mua về, vân vân ha. Đó thì tài khoản quảng cáo chưa chạy bao giờ thì khi mà các bạn lấy ra chạy quảng cáo Facebook thì nó sẽ xét duyệt khá là lâu. Nên thành ra nếu như mà các bạn nhớ là khi mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta nên ưu tiên dùng những cái tài khoản nào mà đã từng chi tiền rồi thì nó cũng sẽ độ tin cậy nó sẽ cao hơn, nó giống như là trang fanpage vậy đó ha các bạn ha, nó như cái trang fanpage của các bạn vậy đó, có chi tiền thì cái độ tin cậy của nó sẽ hơn cái thằng mà chưa chi tiền bao giờ. Thì để mà các bạn có thể mua tài khoản quảng cáo thì nó có rất là nhiều nơi các bạn có thể mua, ví dụ như các bạn mua vi ở trên vuvi.net nè đó, thì các bạn vào đây các bạn mua thì những cái con vi ở trên này là hầu như là đều đã được nuôi sẵn rồi, các bạn có thể hoàn toàn mua về và mình sẽ chạy quảng cáo thì cái tỷ lệ mà nó xét duyệt lâu nó sẽ thấp hơn đó, được chưa các bạn ha. Còn nếu với một cái Facebook cá nhân mới mà các bạn tự tạo thì khả năng là chạy quảng cáo nó sẽ rất là kém nha các bạn nha. Rồi tiếp theo đó chính là việc chúng ta vội vàng tạo một cái chiến dịch quảng cáo tin nhắn. Có nghĩa là các bạn có một trang fanpage mới, thậm chí là một trang fanpage cũ luôn nha, một trang fanpage cũ chưa từng cũ ở đây có nghĩa là ví dụ như các bạn có nhiều tương tác ở trên đó nhưng mà các bạn chưa chạy quảng cáo bao giờ, thì các bạn bay vào các bạn tạo luôn một chiến dịch chạy quảng cáo tin nhắn. Nhưng các bạn nhớ cho Thịnh nè, nếu như trang fanpage mới hay tài khoản quảng cáo mới chưa chạy quảng cáo bao giờ thì bạn vào tạo quảng cáo tin nhắn ngay là chắc chắn quảng cáo đó sẽ duyệt lâu, điều chưa các bạn ha, chắc chắn quảng cáo đó sẽ duyệt lâu đấy. Nên là các bạn lưu ý là trước khi mà mình muốn chạy quảng cáo tin nhắn thì mình phải có một cái cam mồi, ít các bạn trong ngành hay gọi là chữ cam mồi á, CAMB, các bạn cam ở trong chữ campaign trong tiếng Anh á đó, có nghĩa là phải có một cái cam mồi là một cái chiến dịch tương tác trước đó, các bạn phải chạy tương tác xong cái đã rồi các bạn sau đó mới chạy quảng cáo tin nhắn thì cái tỷ lệ mà các bạn bị xét duyệt quảng cáo lâu nó sẽ thấp xuống, được chưa mọi người ha. Rồi vậy thì còn lý do nào khác nữa hay không ngoài ba lý do trên? Đó chính là một cái nguyên nhân không đến từ phía các bạn mà đến từ phía hàng Facebook. Có nghĩa là Facebook thông thường lâu lâu sẽ có những cái đợt cập nhật hoặc những cái đợt bão á, gọi là đợt bão quét. Thì những cái đợt bão này lâu lâu nó sẽ chỉ diễn ra thôi. Đó ví dụ như những bạn nào như là học viên
của Thịnh ở trong những cái group thì Thịnh thường xuyên cập nhật cho mọi người những cái thông tin này rồi, đúng chưa? Đó có nghĩa là Thịnh sẽ báo cho mọi người là thời gian nào bão và thời gian nào có thể bão sẽ qua đi đó, thời gian đợt nào Facebook quét hoặc là thời gian nào Facebook sẽ không quét nữa đấy. Nên thành ra là các bạn nhớ lưu ý là khi mà Facebook nó tới bão, đợt bão nó quét thì thành ra là quảng cáo của mình cũng sẽ bị xét duyệt lâu, dù cho là fanpage của mình đã chi tiêu quảng cáo đều đặn rồi, được chưa mọi người ha? Đấy, nên thành ra là cái việc mà chúng ta chạy quảng cáo Facebook mà chúng ta có nguồn thông tin nó cũng rất là quan trọng đó, để chúng ta nắm bắt được. Vậy thì nếu như mà các bạn có quan tâm về khóa học chạy quảng cáo Facebook, các bạn mong muốn được học chạy quảng cáo Facebook sau đó cho nó bài bản từ cơ bản đến nâng cao, hoặc là những bạn nào chúng ta từ trước giờ chỉ coi qua những cái video sơ sơ trên kênh YouTube của Thịnh rồi chạy quảng cáo thôi thì nó sẽ không đủ đâu các bạn. Những gì Thịnh chia sẻ trên kênh YouTube này về quảng cáo Facebook nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong một cái khóa học của Thịnh về quảng cáo Facebook thôi. Để mà các bạn lên được một chiến dịch chạy quảng cáo Facebook hiệu quả và ra được đơn hàng á, nó sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố ở trong đó, rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kỹ năng các bạn cần phải học mà Thịnh muốn chia sẻ với mọi người. Nên thành ra là khi mọi người xem video này mà nếu các bạn có mong muốn được tư vấn, được tham gia những khóa học chương trình đào tạo về quảng cáo Facebook của Thịnh thì mọi người có thể gọi vào số hotline là 0774 964 469, hoặc có thể kết bạn Zalo với số này cũng được. Đấy thì các bạn sẽ gặp những bạn chuyên viên tư vấn cho mọi người về những khóa học về quảng cáo bên Thịnh ha mọi người ha. Đấy nên thành ra mọi người chúng ta lưu ý là những cái video mọi người coi trên kênh nó sẽ không đủ, tại vì mình học với nhau nó sẽ còn mổ xẻ ra rất là nhiều vấn đề quan trọng ở bên trong nữa, còn quan trọng về ngành hàng của các bạn nè, về sản phẩm nè đó, chứ không phải là lên coi mấy video xong tạo chiến dịch quảng cáo ra đơn. Nó vẫn sẽ có những bạn thành công như thế nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp thôi, được chưa mọi người ha. Đấy nên thành ra nếu như các bạn vẫn đang còn gặp những vấn đề về quảng cáo rất là nhiều hoặc là không biết cách xử lý như thế nào thì cứ đến gặp Thịnh sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Rồi thì video đến đây là kết thúc. Thì nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.